Anh em muốn nạp Robux uy tín giá rẻ nhớ truy cập vào trùm robux.com. Nay đã được cập nhật thêm tính năng rút Robux bằng Game Pass cực kỳ tiện lợi. Anh em nhanh tay lên nào. Điểm này, ba đứa mình sẽ chơi một cái trò. Đi tới cánh cửa già chết. Bây giờ anh em tụi tôi sẽ đi vô thang máy để đi lên một cái căn phòng ma quái. Thì ở trong đây nó sẽ có 100 cái cửa phòng. Và anh em chúng tôi phải thoát ra khỏi 100 cái cửa phòng đó để vượt qua cái game này. Chúng ta đã đến được cái cửa đầu tiên rồi các bạn ơi. Và cánh cửa đầu tiên này chúng ta sẽ gặp bé Xuân Mai. Và hôm nay bé Xuân Mai xin chào các bạn nghe. Và bây giờ Kia sẽ chui qua cửa này để lấy xin chìa khóa của anh Lễ Tần để mở cánh cổng này ra nè. Đó, khi anh ấy mở cho chúng ta sẽ đi tiếp tới cửa thứ hai. Và đây là căn phòng thứ hai. Anh Kia vào cho thấy những bức tranh của danh họa Minenusa nhưng không có nàng Nenaniza. Chúng ta sẽ qua phòng tiếp theo và thấy được những bức tranh họa, những bức tranh họa vĩ đại. Đạo nơi con chết à. Đi sau lưng bạn Kia, bạn Kia sẽ dẫn chúng ta đến. Và đây là một căn phòng rất là rộng với diện tích là 4 cái ngã tư. Bây giờ chúng ta sẽ mở từng cánh cửa ra để kiếm zipper và tiền. Nhưng không, tôi chỉ thấy được 3 cửa đồng xu chứ chưa thấy zipper đâu. Ôi xuống đây dễ chết quá à, xuống đây có đường núp không ta? À, ở đây hơi tối nha các bạn à. À đây. Rồi lên. Đây, mở khóa được rồi, bây giờ chúng ta lên lại lựu đạn đi xuống dưới mở khóa. Vậy một đứa đi được rồi, gũ chi cho đông không biết nữa hả? Không có chỗ núp nha, nhanh lên. Ở đây không có tủ. Mở đi. Chỉ cần một. Wow! Chết rồi. Chỗ trốn đâu vậy? Ở trong đây không có chỗ trốn. Bây giờ chúng ta sẽ qua cửa 19 và núp vô. Núp vô. Anh đi trước rồi con. Chúng ta không lấy cửa núp và chúng ta phải làm sao đây? Làm sao đây mà có ai chết không? Họ không chết đâu. 4 người, 4 cái tủ, không ai chết. Ok các bạn. Chúng ta đã thoát được an toàn rồi. Và tiếp theo chúng ta sẽ chạy tiếp thôi. Ừ, điện luôn á. Làm lấy phan. Thôi, anh chạy vô trước ai. Zippo kìa. Tao không có Zippo. Đây, phan có. Tới luôn em ơi, Đi thẳng tới là được mà, Ủa, không phải hay lắm, hay lắm. Bên tay trái. Lâu hết rồi bay. Nó thui vậy bay. Cùng mẹ đó. Ủa đâu phải, quay lại chứ đâu bay bên trái. Bên trái thì ngược. À bên đây nè. Đây, chìa khóa nữa kìa. Xin lỗi vì em đã chửi. Ủa, làm chìa khóa trời ơi. Lụ này nó cúp điện mà nó còn mất dấu chìa khóa nữa. Rồi, nó cạp cho đầu tao rồi, má ơi. Trời ơi, tôi bị quá giật cạp đầu. Có zipper rồi. Quá. Rồi, tôi đứng ngay cửa tao chờ nha bay. Cứu Mina. Bắt cửa chưa? Cứu Mina chưa? Rồi, quá. Đây là một chiếc phòng không có tủ núp và chúng ta phải chạy tiếp thôi. Sợ quá đi. Ơ, tủ. Không có gì hết, chạy tiếp thôi. Rồi. Bên đây nhiều tủ rồi. Núp. Đâu? Núp, đèn chết rồi. Núp chung được không? Đã sắm xét á. Ba đứa nó vô luôn rồi kìa, ba đứa nó vô rồi. Rồi. Coi chết không? Không. Tao sống rồi. Anh lóc rồi, chừng nào ra hú nha. Hai người chết rồi. Ê, nó đuổi tao ra cửa rồi, Em sống. Hai người chết rồi. Xỉu rồi. Đi Bobby ơi, đi. Ủa trời, chết luôn hai đứa rồi. Đi bơi. Mày đâu rồi, mày chạy chưa? Rồi ok, thấy rồi. Chạy đi bơi, hai đứa nó chết rồi, trời ơi. Đây. Tội ghê, hết tủ hai đứa nhỏ chết ngắt luôn rồi, trời ơi. À, để tắt đèn cái máy ra. Chờ tao mày. Tao thui à. Đi anh chết bây giờ đó. Mày ở đó mày chơi mình đi chứ, nãy giờ mày đi theo, mày có chịu đi theo đâu. Mày chạy như giặc cho tao tủ, tao đứng sau lưng mày nè ba. Nhanh anh đi, trời tối chết. Nè, anh đứng kế bên nè. Rồi, nó chớp một cái là quay xe liền nè. Ui! Ma! Cái con nào dưới đất chui lên cạp cái giò tao chết gắt luôn rồi. Đúng rồi. Trời ơi, cái con gì á trời. Hên là tôi có mua mạng. Mẹ bà nó cái con yêu quái nào á. Nhảy ra lắm luôn á. Ờ, tự nhiên đang đi nó đâu dưới đất nó chui lên nó cạp cái giò chết gắt luôn. Chết rồi. Không, đừng để nó đá ra, nó đá ra là mất máu á, đừng có để nó đá ra. À, nghĩa là không cho đá ra đúng không, ok. Đúng rồi. Tưởng đâu nó đá ra cũng không sao, làm là tao đợi tới lúc nó đá ra tao mới ra.
cái cậu lao nó đá ra là mất máu đó, hèn chi con cái con hồi nãy nó giết mày, nó cắn nhiều lần mày mới chết, mà mày mới cắn một lần mày chết là hiểu rồi. Hèn chi đất nó nhào nó cắn đúng một cái luôn, làm tao tưởng là nó cắn trúng cái gì ngay quần tao chứ trời không. Ơi anh ở trong tủ lâu là anh bị gọt đó, gọt là ok. Ủa, má đứa nào nó gửi thư tình. Thay đổi anh niên nghe núp luôn. Thay đổi hình vuông đâu vậy? Hình vuông đâu? Lấy ra. Rồi hình vuông rồi. Hình tròn nè, bóp đi, ba đứa bóp đây. Đây. Cô đây. Đây chỗ anh, Con này con gì? Mày gần vô, Rồi ok. Tán xíu mẹ bây giờ. Má bức tranh nó có hình lựu đạn, nó cái hình theo bức tranh. Đi bơ nó bắt co mà. Còn mày mắc cười quá, tao cầm lên cho có quận với người ta mày ngộ quá. Anh bật lên. Cái gì vậy? Có không? Có ấy không? Tao biết đường tao chưa? Hướng đây. Vô. Nhanh. Á mày đi này chạy ghê quá. Cửa con ơi, đúng rồi. Chớp rồi, vô. Nghe kỹ rồi vô. Thấy chớp rồi chứ con nghe tiếng bài gì đâu. Núp vô. Ôi mày quá em. Núp. Rồi ra đi, ra. Được rồi, ra. Nó lướt qua ngay cái mặt luôn rồi. Ừ, nó lướt qua nhanh lắm. Kiếm shipper đi, mỗi thằng một cái shipper, rồi. Đi em ơi, đi luôn. Từ. Nó ré, nó quay xe liền luôn á. Cửa có thôi, từ nha. Đi tìm. Đây. Đứng ngay cửa chọn chắc. Sao có vậy? Ui! Má, nó hết ở dưới đất, nó chui lên cái nó trên đầu nó thọt xuống. Ui, mẹ bà nó. Ôi lô, sao con mắt nhiều vậy? Ủa mày đâu rồi? Tao đi lộn đường rồi. Mày đâu rồi? Đợi, tao biết con nó cắn cái lú đường đâu ơi. Quay lại. À đây. Trời má, nó cắn tao cái lú luôn đó ba. Trời ơi mắc nhiều. Ui, hai cái nha. Nè, chích tao hai cái tao hết máu rồi. Anh xấu nhỏ rồi, anh đi anh. Sao mà tao bị chích hoài vậy? Cái con nó chích tao hoài à. Shipper, lấy đi. Shipper đó, bật cửa đó. Ở dưới. Rồi lấy rồi. Rồi đi, ngồi xuống. Em chưa có nha, em chưa. Trời má, tao bị con nó thọt ba lần luôn rồi đó. Nhanh lên. Sao cái sảnh gì mà rộng vậy? Cây. Cây không? Cây quá cây đúng không? Trời ơi, con gì đây? Gì vậy? Con gì thấy gớm vậy? Ôi, nữ hoàng nhâm thạch hả? À? Một mắt chạy. Mẹ bà ơi. Ơi, chui xuống đây. Nó tự ngồi. À, qua đây, đúng rồi. Ôi, thấy ghê vậy? Trái phải thẳng. Bên này, bên trái. Trái. Hên quá, vậy đúng. Ôi con mắt nó giết kìa. Trái phải, trái. Ba cái tay không vậy? Ơi. Gớm mồm vậy mày. Trời ơi. Chạy đi, rồi qua đây an toàn rồi, ơi. Nó lộng em rồi. Rồi có mình tôi sống luôn. Có hui vậy? Cho em ra lại đi. Em vô tủ em núp em chờ nó nha. Ok. Ok, you can run. But you can success run for six. À ok. Hello hai bạn, đâu đâu cửa đất cửa tới á. Đâu bên đây nè, cửa tới tiếp theo là đây nè. Tao mới chui vô tao chờ tụi bay á. Tao vô tao chờ tụi bay, tao đi quăng lại tao chờ chứ bay. Đi. Ủa không ai có đèn hết hả? Không, mình mày có thôi đó, đi tìm cái level để bật lên. Má có mình tôi có đèn mà nó nhờ tôi đi mà nó nói chuyện thái độ dễ sợ luôn. Rồi mở cửa báo rồi, vô. Được chưa? Rồi cửa báo rồi. Vô luôn, cửa mở rồi, vô luôn. Chìa khóa. Trời đất mẹ ơi, tao đi kiếm chìa khóa đó kêu cửa mở rồi, má tao tức ghê. Ủa, có ai đây? Có chị chưa? À, có núp dưới giường á nè bay. Nhanh đi, núp mày mắc cười, tao tưởng dưới giường có đồ, tao mới chui xuống thử. Rồi, có người mở rồi, con điên. Khổ thật chứ. Cái con này nó lúc nào nó cũng vội vàng. Đó, mở đi, mày mở đi. Trời ơi, em cầm mà em không mở luôn cái cây chứ. Không, em nó ghi unit the key là tao có cửa đó, tao có cái khóa đó. Tìm chia ra tìm cái gì đó quên rồi. Qua được rồi nè. Zipper, tìm zipper. Ok, tại zipper đi, tao qua trước đây. Ủa tao hết zipper luôn rồi, hết lửa luôn rồi. Ê! À, ê! Chạy! Dù đài. Rồi xong luôn. Sao vậy? Má mở cửa ra có 100 con mắt nó mở là nó hiện tím ngắt lên nó nhìn tao chết ngắt luôn. Chết luôn. Không hiểu luôn. Má nó thù miên tao bà. À nhìn rồi, nhìn xuống dưới đất. Thôi mày qua đi rồi tao qua. Má có thùi luôn.
Ủa? Bay không được luôn á. Ủa xong rebo được bay, tao có 4 lần rebo mà. Mày bấm, mày kích vô cái nút hồi nãy đó. Không, nó ghi bạn chỉ được revive rinh quanh là một lần à. Rồi má, mất dạy vậy. Tao còn 4 lần rebo mà bay. Em cũng vậy mà. Ủa rồi, vậy là một màn, vậy là một lần nó chỉ cho mày được revive một lần thôi hả? Ủa con Côn chết chưa? Chết rồi. Là không rebo lại được đúng không? Ừ. Ủa rồi, chết hết rồi. Má, 120 robot của tôi nó lừa tôi rồi. Má, con game bất dạy. Hồi nãy tới đâu, ta kể chuyện tới đâu ta? Tới đâu thì tới đó rồi kính. Đi khỏi chưa mọi người ơi. Chưa. Có, chưa có bé ơi. Có là hú lên nha. Ok, ok. Trong đây thấy chìa khóa rồi. Những căn phòng ấy, chúng tôi đang đi lan tăn từng phòng từng ngóc ngách để tìm ra chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa để đi vào căn phòng số 8. Anh kia mở cửa vào căn phòng số 8, chúng tôi lại tiếp tục vào những gian phòng khác. Nhưng trong phòng số 9 này là những căn phòng để sách. Anh kia liền cúp điện cho phòng tối lại để không ai thấy chúng tôi cướp sách. Ủa bật lên, thấy mày bật lên cũng như không. Mở cửa đi, kêu cắt điện tào lao. Thật ra nó lại mắc cười quá. Anh kia xuống cầu thang và đi vào căn phòng số 12. Không có ai trong đây cả, chỉ có một mình anh kia. Chúng tôi liền đi nhanh và đèn chớp tắt. Thật là nguy hiểm. Và sau đó chúng tôi tiếp tục đi tiến rồi. Ôi vậy, ủa nấp hả, nấp hả? Sao mà đi tỉnh queo ba, làm sao tỉnh queo ta không nấp luôn. Trời đất con điên. Thôi vừa lướt qua luôn má ơi. Mày phải la lên, mày tự nhiên mày tỉnh queo mà chui vô cửa mày phải la lên. Ý nó tới kia ví dụ vậy đó. La lên rồi mà. Có đèn pin. Đấy. Mà mày không chịu nghe. Giọng anh kia. Gì vậy mày? Má mày hết hồn mất nửa cái máu rồi. Côn mất luôn hả? Má nó cạp lần hai thằng luôn ghê thiệt, cái con nó ham ăn thiệt. Ui trời ơi má ơi con nhện. Chó đẻ này chứ. Chó đẻ. Nó cạp em hết hồn luôn á. Trời má hello the little sniper nó mới ghê chứ. Spider chứ lộn. Đây 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 đây, sau lưng. Rồi. Rồi. Ở đây kể chuyện ngon lành thiệt tình. Ở trong đây nó có rất nhiều tranh của những danh họa nổi tiếng. Trong đó có bức tranh của anh Kia Thúi. Vẽ bức tranh nàng cun xinh đẹp và đang hỏa thân. Gì cún, hết hồn cún. Nhanh đi. Tại căn phòng số 19, anh cun gặp một hiện tượng lạ. Sau đó qua phòng 20 chúng tôi liền núp vào tủ. Sợ thế nhờ. Ừ, sợ quá. Đấy. Anh ấy lướt qua như một cơn gió. Hiện tại ở đây, chúng tôi đã quen với việc này. Nên anh kia thở dốc là một chuyện rất là giả chân. Anh đừng thở. Anh rất giả chân, anh hiểu không? Một thằng đi xuống thôi, rồi. Ở trên đây chúng ta có an toàn hay không? Chúng tôi vẫn chưa biết. Hy vọng anh kia ở dưới còn sống. Chúng tôi sẽ đóng cửa. Cửa đóng không được anh em à. Ở đây chúng tôi sẽ mở một bánh nhạc tèo 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 tèo. Rồi. Đây là căn phòng tiếp theo. Bây giờ tôi nghĩ chúng ta phải mở chìa khóa. Đúng rồi. Không mà ở đây có một cánh cửa anh em à. Ở đâu có cửa, ở đó có kia. Chúng tôi đã tìm thấy chìa khóa rồi anh em à. Đây là chiếc chìa khóa dẫn tới cánh cửa thứ 24. Né ra mày. Không có chìa khóa mà bon ken ghê. Đấy. Ở đây có những rung động đầu đời. Ô lộng, rung động nhà cửa. Mà chúng ta không biết được. Để để đi tiếp. Chúng ta hãy vào cánh cửa thứ 25. Có tủ rớt xuống hết hồn nấp vô. Ở đây có những thế lực nào tôi không biết nhưng mà nó đóng cửa rồi. Đó, nó lại đi một mình nữa chứ. Bà mở đi vô luôn đi. Tự coi có gì không chứ. Đó tao thùi luôn nè. Đây. Mở cửa, mở kiếm đồ đi. Mở kiếm đồ đi, mình tính nè. Rồi ok, qua chưa. Gì kìa. Mày điên rồi sao mày không la lên. Trời ơi. Tao không biết đâu. Trời ơi. Rồi. Ôi. Má ơi. Nấp tủ ông la lên vậy chứ. Mở cái phòng ra vô hành lang nó dí luôn rồi. Trời ơi. Làm nãy giờ Nguyễn Ngọc Ngạn nhập tao. Côn đi luôn rồi. Lũ đạn. Cái đó cái tủ quá vậy Côn. Nó đẩy mình vô trong một cái chiều không gian nào mà. Không gian gì kia đi luôn rồi. Ở cái đèn pin nè lụm được không. Rồi lụm đồ chơi là được nha. Không gian cái gì mà không gian. Không gian mẹ gì vui tủ phải nói chứ. Coi có vô được tủ đâu mà cũng chết mà cũng điên. Anh Phạm Vy ơi, cung. Vậy đi, đi, hết đường đi, nó hết giấy rồi.
ở trong đây nhà tối, chúng ta bị cắn chết. Đồ phát không hú hồn, không biết né sao luôn á. Lù đen làm chúng tôi chửi anh kia nãy giờ rồi, có qua 28 lê, không? Rồi rồi, 28 có chỗ núp nha. 28 nữa, tới lên, go lên, go lên. Cố lên, đóng cửa lại, đóng cửa lại, đóng cửa lại. Đây, chúng tôi đã vào được căn phòng số 28. Tuy nhiên ở đây không có sấm chớp hay là giựt vọng gì hết. Ôi, đáng sợ. Tao mới thấy đèn chớp. Gì ba? Quay lại 28 không? Chớp rồi, chớp rồi. Cun ơi, tới luôn cun ơi. Tới luôn 30. Quay vô phòng cun ơi. Má nó vô trước, anh vỗ tay, tao tức á. Tao nhìn mà tao tức á. Núp ba đây. Nhìn ba chúng tôi đã núp được trong một căn phòng. Ủa, có một chiếc tủ. Có đâu, có đâu. Má báo lòng giả thiệt luôn á, cái xiệt sự à. Má quỷ ga là báo lòng giả. Ê ê, có hình con nhện trên tủ nha. Có. Ở đây có rất nhiều ánh mắt nhìn chúng tôi nhưng chúng tôi không nhìn nó bởi vì chúng tôi sợ tôi chết. Sợ. Đúng. Sợ bất kể cái gì nhìn bà. Ở đây có ai có đèn pin không vậy? Ở đây có ai xài đèn pin không? Có, tớ có đèn pin nhưng mà ở đây sáng lắm. Pin nào, pin nào, lấy đi, pin nào, pin nào, pin đi. Rồi. Ok, cảm ơn bạn đã cho tôi pin. Trong trường hợp này chúng tôi lượm được cái cục gì mà không biết cục gì để mà thử chìa khóa coi. Rồi, chưa được nha. Chìa khóa rồi. Rồi, ok, chúng tôi sẽ mở kênh cửa số 32 nhưng không được, anh cầm chìa khóa mới mở được. Ôi, rồi quay xe, có xe đừng chen lấn xuống đấy, nhà ai vào nhà đấy, ai ở đâu ở yên chỗ đấy. Em chạy qua tới phòng 34 rồi. Đấy đấy, các bạn thấy gì chưa? Ôi mẹ ơi, nó dí con rồi. Run. Chạy đi. Trời đất mẹ ơi, nó lắc. Con nào chết vô gì nhóm tàu không? Ủa mày chết hả? Mày có phải núp trong cửa không? Ừ. Mày núp trong tủ còn bây giờ hiện ra. Mày chưa ra khỏi tủ. Mày chưa ra khỏi tủ mày vừa chạy ra chết luôn. Rồi chết rồi, mày sao mày xì bò nữa con đi? À, chết rồi. Mày hiểu ý tao nói không? À, rồi chết luôn. Thấy chưa? Mày hiểu ý tao nói không? Mày hiểu ý tao nói không? Chết đi xe luôn. Má ơi, làm tao đang kể chuyện mẹ ngon lành. Mày núp mà cái gì nó nhào qua cái bạn bên kia chứ. Chứ bây giờ làm sao em không có chỗ trốn rồi, mình đi kiếm chỗ trốn chứ. Mày cái phòng hồi nãy quay lại một đùi chỗ trốn. Ai mà biết. Má, tao vừa mới ra là có thằng đi trước rồi. Nên là bởi vậy tao vừa mới ra là nó không cho tao report tới cái chỗ mà để chạy chết luôn. Rồi dừng clip đi. Rồi ok anh em. Tụi tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng anh em thấy đó. Đắp một cuộc tình thôi nào, anh em ta chết rồi đừng đổ thừa nữa. Trước sau giờ mình cũng chết thôi. Mày không bao giờ qua được bài ca Nguyễn Ngọc Ngạn của tao đâu. Sẽ tới một căn phòng, mày bước vào căn phòng đó sẽ có một không khí u ám nó cầm chặt trong căn phòng mà thôi. Chết rồi không kể nữa, chừng nào sống lại kể tiếp. Rồi anh em thích video này nhớ để lại cho ba đứa mình một like một share. Và nếu như mà anh em thích anh em tụi tôi chơi cái game này phá đảo 100 căn phòng này á, để nghe được 100 câu chuyện Nguyễn Ngọc Ngạn trong những cánh cửa này thì comment ở bên dưới cho tụi tôi biết nha anh em. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo, bye bye mọi người. Bye bye.